bức tượng phụ nữ to béo, mặc hở hang đặt tại sân bay Trung Quốc. Bức tượng điêu khắc người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ lót ngồi khâu quần áo đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi về tôn trọng sự đa dạng của cơ thể nữ giới. Bức tượng điêu khắc bằng đồng đặt tại sân bay quốc tế Bạch Vân, Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, miêu tả sống động một người phụ nữ mũm mĩm trong bộ đồ lót, đang ngồi may quần áo với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt. Trong video lan truyền ngày 18 tháng 1, một nhân viên tại bộ phận dịch vụ khách hàng của sân bay cho biết đã nhận được khiếu nại về bức tượng và vấn đề đang điều tra. South China Morning Post đưa tin, đây là tác phẩm của Su Hong Phi, nghệ sĩ kiêm chủ tịch Học viện Điêu khắc Quảng Châu và cũng là một trong loạt tác phẩm điêu khắc nổi tiếng thế giới Fat Lady, những quý cô béo mà ông bắt đầu thực hiện vào năm 1999. Với tiêu đề Wedding Clothes, quần áo cưới, tác phẩm điêu khắc ở sân bay kể câu chuyện về một người mẹ may đồ cưới cho cô con gái yêu của mình. Nó được tạo ra vào năm 2020 cho gala lễ hội mùa xuân của tỉnh Quảng Đông và đã được trưng bày tại sân bay từ đầu năm 2022 như một phần của triển lãm điêu khắc. Nhóm nhằm mục đích tạo ra một bầu không khí yên bình và vui vẻ. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí kinh tế Hồng Kông, Su cho biết ông được truyền cảm hứng từ những phụ nữ tròn trịa mình từng gặp. Những người có thái độ tích cực và khiếu hài hước đối với cuộc sống và anh muốn tác phẩm điêu khắc Fat Lady của mình mang lại hạnh phúc cho mọi người. Nhiều dân mạng phản đối ý kiến cho rằng tác phẩm này làm xấu hình ảnh phụ nữ, họ ủng hộ tác phẩm điêu khắc phản ánh chung thực sự đa dạng của phụ nữ trong cuộc sống. Tại sao mọi người lại nghĩ rằng điều này làm tổn hại đến hình ảnh của bất kỳ ai? Tôi nghĩ nó rất sống động. Sẽ là bất thường nếu tất cả phụ nữ đều có hình dáng giống như robot, một người dùng Weibo bày tỏ. Tôi thích tác phẩm này, nó làm tôi nhớ đến bà của mình, một người khác bình luận. Một thành viên của Equality, một tổ chức phi chính phủ thúc đẩy quyền của phụ nữ và bình đẳng giới có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với South China Morning Post rằng tác phẩm điêu khắc thể hiện sự phát triển trong việc thể hiện hình ảnh của phụ nữ vốn phải đa dạng. Một số dân mạng bày tỏ sự khó chịu với hình ảnh thiếu vải của tác phẩm điêu khắc. Tuy nhiên, điều này đã bị những người khác chỉ trích là lỗi thời. Hãy đi xem những tác phẩm điêu khắc vĩ đại trong lịch sử nghệ thuật. Và đừng quên mang theo vải bó chân nhé. Bó chân là một tập tục áp dụng cho phụ nữ, tồn tại ở Trung Quốc trong hàng nghìn năm, trải qua nhiều triều đại phong kiến. Một người bình luận đầy mỉa mai.